Cảm ơn nhân viên Việt Nam hôm nay cho tôi được gặp hai người đồng đội của tôi, cứ coi như là như thế đi, trở về sau cuộc chiến. Một người trở về sau cuộc chiến giành giật lại đất nước Campuchia, một người trở về trong cuộc chiến sau lại tái thiết Campuchia. Tôi rất ngưỡng mộ và rất kính phục hai anh. Bây giờ cho tôi cho phép tôi hỏi hai đồng đội của tôi một câu hỏi như thế này. Tôi đọc báo cũng rất là nhiều, đọc tài liệu cũng rất là nhiều. Có những nét tôi cũng là bộ đội là về hưu, tôi rất là buồn. Buồn vì cái xương máu của đồng đội mình, kể cả trong cuộc chiến giành giật lại cái đất nước Campuchia hoặc là tái thiết đất nước Campuchia. Rồi bây giờ trên thế giới thượng tầng kiến trúc thì tôi nói ra để chúng ta biết thôi, còn ta không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi đấy. Ví dụ ở bình diện quốc tế, cái số ít thì người ta cho ta là đi giải phóng đất nước Campuchia, nhưng mà phần nhiều là họ cho ta là đi xâm lược Campuchia. Ít nhiều đó là một nguyên nhân để Mỹ cấm vận mấy chục năm đất nước ta. Hiện tại bây giờ chính phủ hoàng gia Campuchia thì có một vài đảng đối lập, họ cho họ lại đào bới về cái lịch sử, vì đất của họ phải đến tận đâu tận đâu, thậm chí cột mốc họ ngày chúng ta cắm đến họ đào bới. Thì về thượng tầng kiến trúc đấy thì đảng và nhà nước sẽ có trách nhiệm phải trả lời. Còn nói lúc anh đi vào chợ anh Gan ạ, là có hai ngôi mộ, hai ngôi mộ gió mà đồng bào Campuchia làm nên để tượng trưng cho tình đoàn kết chiến đấu của quân đội tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia. Thế hiện tại bây giờ thì chính phủ Campuchia hoặc là các đảng đối lập của Campuchia tôi không nói đến. Tôi xin phép hai anh là những người trở về trong cuộc chiến. Thì hai anh bây giờ có nhận được thông tin gì về đồng bào Campuchia, họ nghĩ gì về cuộc chiến mà các anh đã đổ xương, đổ máu, đổ mồ hôi nước mắt ra? Tôi chưa nói đến thế hệ trẻ của Campuchia hoặc là thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ. Thế bây giờ hai anh có ân hận không? Hai anh có trách móc gì đồng bào Campuchia không? Lúc nãy là anh Tình đã nói một câu tôi chí lý, đúng đó, đó là một người cựu chiến binh bây giờ bảo anh không ân hận vì anh tham gia cuộc chiến. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là anh có ân hận không nếu đồng bào Campuchia nghĩ rằng ta cản bước tiến của họ? Xin cảm ơn các anh. Cảm ơn anh Bùi Thái Trung đã có câu hỏi. Xin mời bạn Cam. Xin thưa các bạn, thì chúng ta hiện nay thì chúng ta tuổi cũng đã lớn, tóc chúng ta cũng đã bạc, cho nên là chúng ta thì thế hệ chúng ta cũng đã là thế hệ thứ tư rồi. Thì cái góc độ mà cái cuộc chiến thì chúng ta nhìn ở với nhiều cái lăng kính khác nhau, nhưng mà lịch sử thì không có bao giờ là nó phủ nhận được. Nó lịch sử, nó muôn đời nó vẫn là lịch sử. Thế thì ở đây thì lúc nãy thì chỗ anh Tình có nói đấy, mà cái quan điểm của góc nhìn cuộc chiến qua cái kênh Quyên Quyên ấy, Việt Nam, thì tôi nghĩ là nó rất là, sau này tôi theo dõi cái Quyên Quyên Việt Nam thì phải nói phần lớn cái góc nhìn của kể cả những người hải ngoại, người ta nhìn cái lăng kính Việt Nam qua cái lăng kính của Quyên Quyên, ta nhìn được con mắt nó tích cực hơn. Ở đây thì phải nói là cái truyền thông của Quyên Quyên nó bám sát vào cái hiện thực của cuộc sống, nó lấy từ cái nhân chứng trong những cái người dân, những người cuộc chiến trở về bằng hình ảnh thực để nó minh chứng cho được những vấn đề nóng bỏng cuộc sống hiện nay. Và nó đã khẳng định được cái thực tế, nó bản chất của nó là như vậy, nó không thể khác được. Còn ở đây thì tôi xin nói lại là trong suốt 4.000 năm lịch sử thì chúng ta trải qua hai thứ lớn nhỏ là trên 20 cuộc chiến tranh. Chúng ta phải khẳng định rằng các cuộc kháng chiến đó là chúng ta là cuộc kháng chiến tự vệ, cuộc kháng chiến bắt buộc. Chúng ta cuộc kháng chiến đó chúng ta bảo vệ độc lập tự do chúng ta cuộc chiến nó trong cái lãnh thổ chúng ta đâu có ra ngoài đâu, lãnh thổ chúng ta. Và các kẻ xâm lăng là nó đến để nó muốn xâm chiếm chúng ta thì bắt buộc chúng ta, đó là cuộc chiến tranh tự vệ. Và cái cuộc chiến nó như các chị đã biết, chúng ta là máu, là chúng ta phải trộn với máu đổ bùn, non gan không núng, trí không ngòn, chúng ta là phải đoàn kết cả một dân tộc
dùng cái sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân để chúng ta giải phóng dân tộc. Cho nên là cái lịch sử đó bây giờ người ta vẫn thừa nhận các cuộc kháng chiến chúng ta là cuộc kháng chiến là chính nghĩa, phải nói là chính nghĩa. Còn cái Campuchia đấy, ở đây xin nói là nó đây là cái cuộc chiến tranh là bắt buộc và chúng ta phải vượt qua biên giới. Mà chúng ta biết rằng bây giờ lịch sử ấy, 20 sau cái cuộc chiến chúng ta kết thúc hơn 20 năm thì thế giới vẫn cấm vận Việt Nam từ cái cuộc chiến Campuchia. Và chúng ta phải nói trong thời gian đó chúng ta khôn khó, ăn bo bo, ăn hột mạch cũng vì cái cuộc kháng chiến Campuchia, góc nhìn nó khác nhau. Nhưng mà đến bây giờ phải nói thì phải nói là chỉ có nhân dân Campuchia đó, người ta với là người ta mới khẳng định được cuộc chiến đó Việt Nam giúp cho bạn, đó là tất yếu. Tại vì nếu có đấy một cuộc chiến tranh hiện nay là diệt chủng, mà các anh chị biết đấy, khi chúng ta thôi sang đó thì các anh ta thấy là cái đầu lâu này này, các anh có nếu mà chúng ta ghé qua cái nhà tù Sét Tông Tre, các anh có thấy là đầu lâu xếp đấy là xếp tượng trưng thôi, nhưng thực chất mà nói có thể hàng triệu cái đầu lâu nó bị tàn sát dã man như vậy. Bây giờ các nhân chứng đi đâu người ta cũng thừa nhận đấy, cái cuộc chiến đó là Việt Nam là chính nghĩa. Và đến nay là đến hôm nay xin thưa cuộc chiến 40 năm rồi, nhưng hàng năm những cái đồng đội của tôi ở bên Campuchia người ta vẫn sang, các anh bí thư tỉnh ủy, các đồng chí chủ tịch, những người bạn của chúng tôi vẫn sang và người ta vẫn khẳng định là chỉ có người anh em Việt Nam mới giúp họ giải phóng được cuộc để cái tranh giật chúng nó thôi và đem lại hòa bình cho đất nước họ. Và không, điều đó là lịch sử không thể phủ nhận. Ở đây tôi xin nói thêm một chút nữa, tức là cái cuộc chiến chúng ta đã khép lại 40 năm rồi, nhưng mà các tượng đài chiến thắng, các tượng đài của tình hữu nghị Việt Nam Campuchia, đặc biệt cái tượng đài của hai người chiến sĩ Việt Nam Campuchia ở tất cả các tỉnh của Việt Campuchia, chưa có cái tượng này được đài nào bị nhân dân nó xóa bỏ và hiện nay vẫn trường tồn suốt 40 năm nay. Điều đó chứng tỏ rằng cái cuộc kháng chiến mà giúp chúng ta, giúp bạn, đó là cuộc kháng chiến chính nghĩa mà đem lại hòa bình không những cho bạn mà cho cả cái khu vực Đông Nam Á. Hiện nay các bạn biết thì cái gia đình tôi thì vợ tôi là con một liệt sĩ, nhà tôi thì khi ông già mất hy sinh năm 1968 trong cái hầm bí mật, khi ông về đó thì cái nhà bên cạnh đó là chính là ác ôn, người ta mới phát hiện ba ông này bắt đầu về thì người ta yêu cầu ba cái ông chiến sĩ chúng ta phải ra khỏi hầm bí mật. Nhưng mà phải nói cái dòng kiên trung, người quyết định là suốt trong một ngày trời nó người ta bom cây rồi người ta vận động binh vận các thứ, nhưng mà cái ba chiến sĩ trong đó không, già vợ tôi không ra. Như vậy cuối cùng đến lúc 8 giờ tối thì bắt đầu suốt từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối là người ta quyết định là cái lực lượng của ngụy quân ngụy quyền đó, người ta bắt đầu lấy đến mức độ là người ta vứt lựu đạn vào. Thì sau đó là chúng tôi phải ngày gia đình phải vào phải nhặt xác gia đình lại và sau này chia làm ba, tại vì có ba người chia làm ba. Và sau này thì cái số đó thì có nghĩa là cái ba người đó cũng chẳng là ai hết, ba cái mộ đó là cũng là hòa chung cái máu của đồng bào dân tộc. Nhưng mà sau này khi bắt đầu thế, khi tôi làm về rể của gia đình nó, thì mối quan hệ của hai gia đình hết sức căng thẳng, thì khi chiến tranh có lúc bây giờ cũng mới kết thúc khoảng 5 năm thôi thì tôi vào, thì cái con mắt của người nhìn miền Bắc nói chung và cái cộng sản nói riêng là rất khắc nghiệt. Nhưng mà khi bắt đầu trong đó thì gia đình tôi cũng ở cạnh với gia đình đó, nhưng mà đến mai không xin nói ra là khi mình về thì cũng thế đó, cuối cùng rồi cũng chúng ta cũng là dân Việt, cũng máu Việt. Và khi bắt đầu tôi thì cũng sang, cái cuộc chiến khép lại rồi không có cớ gì khác được nữa, tôi vẫn sang thắp nhang, mặc dù cái người đó giết bố mình. Và ngược lại cái gia đình nó giết người mình, người ta đứng là cái ngày giỗ mình người ta cũng sang ngồi chung với gia mầm cơm với gia đình tôi. Có nghĩa là tôi lấy cái hình ảnh thì mình nói là thôi cái cuộc chiến bây giờ nó đã khép lại rồi, chúng ta đừng bới lên làm gì nữa, và cuối cùng độc lập dân tộc tự do chúng ta cuối có đổ máu chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ là bảo vệ độc lập tự do của dân tộc Việt Nam thôi. Và để làm sao để cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta có cơm miếng cơm manh áo, con cháu chúng ta được học hành. Và đến hôm nay thì điều đó chúng ta đã thành công rồi. Và cuối cùng hôm nay chúng ta chỉ mong cái thế hệ trẻ chúng ta, kể cả những người bà con hải ngoại, thông qua cái kênh truyền hình này, Queen Queen này, thì chúng ta nhìn rõ được cái cuộc chiến, nhận diện được cuộc chiến, và chúng ta vẫn khẳng định được cuộc chiến đó là những cuộc chiến tranh chính nghĩa. Và đến hôm nay đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn là một. Rất là cảm ơn anh Cang. Quả thật là bây giờ cũng đang rất có vấn đề về câu chuyện hòa hợp dân tộc, nhưng đó sẽ là một cái chủ đề sau, một chủ đề khác. Và anh Trung có còn vương vấn điều gì không ạ? Thôi, cảm ơn anh Cang, đồng đội tôi đã trả lời. Thực ra mà nói thì tôi cũng là một người lính, tuy rằng không tham gia các trận đánh trực tiếp như anh Tình với các anh.
tôi cũng đồng cảm và chú ý như rất giống ý của anh thôi. Nhưng lúc nãy tôi nói lên để hỏi xem tâm tư tình cảm của các anh như thế nào. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, ngồi cạnh tôi đây là bạn Chu Thủy Hương. Thực ra thì Chu Thủy Hương là một người đồng đội của tôi, nhưng mà có điều khác là bạn ấy đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, còn tôi thì không. Tôi quay trở về để học đại học, và bạn Hương thì đi hết cái con đường quân ngũ của mình. Chu Thủy Hương có câu hỏi cho tôi, có tới hai câu hỏi, và có câu hỏi rất dài. Tuy nhiên thì tôi muốn bạn ấy tự hỏi. Xin mời bạn. Xin chào các quý vị khán giả của Uyên Uyên. Tôi tên đầy đủ là Chu Thị Thùy Hương. Thực ra tôi là đồng đội của Nguyễn Hải Yến. Như Yến giới thiệu, tức là tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chúng tôi cùng nhập ngũ tháng 10 năm 76, tức là sau khi mà miền Nam hoàn toàn giải phóng. Mặc dù chúng tôi không tham gia cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng mà chúng tôi lại tham gia cái cuộc kháng chiến ở biên giới phía Bắc và Tây Nam. Tuy cuộc chiến đấu của chúng tôi không phải là trực tiếp cầm súng để mà đánh nhau ở ngoài chiến trường, nhưng chúng tôi là những người hậu phương rất là vững chắc, bởi vì cái chuyên môn chúng tôi là thông tin liên lạc, và cái đơn vị chúng tôi là gọi là C7, tức là đại đội 7, là một cái đại đội trung tâm vô tuyến điện tử của quân khu 4, tức là cái đầu não của quân khu 4. Và cái bộ phận làm việc chúng tôi là như hồi Hải Yến còn làm việc, tôi xin giới thiệu sơ một chút. Hải Yến làm việc thì là đơn vị chúng tôi là Hải Yến là bên thu phát, bên nhà phát. Tôi là bên thu phát, tức là tôi bên bộ phận hải oát. Cơ duyên và cái động lực nào đưa bạn ấy đến với Uyên Việt Nam, và bạn ấy có một cái sự đam mê rất là nhiệt huyết, rất đam mê, bạn bỏ tất cả thời gian cũng như công sức, là cả về vật chất, tiền bạc để bạn làm cái công việc này. Thì hôm nay thực sự muốn hỏi bạn ấy, tại sao bạn ấy đến công việc này, và động lực cũng như cơ duyên nào đưa bạn đến với Uyên Việt Nam? Xin cảm ơn Thủy Hương. Thưa các bạn, đây có lẽ cũng là câu hỏi của khá nhiều người. Một câu hỏi thực ra thì đơn giản thôi, nhưng mà đối với cá nhân tôi thì nó lại cũng khá là khó. Cũng như là anh Nguyễn Hữu Tình, khi muốn Uyên Uyên muốn anh giới thiệu về mình, thì anh Tình cũng đã muốn tránh né đi, không muốn nói, bởi vì cảm thấy có một cái gì đó mà mình không muốn tự nói về mình. Nên tuy nhiên thì câu chuyện cũng vẫn cứ phải nói ra thôi. Và câu hỏi của Chu Thị Hương thì tôi cũng xin được trả lời Hương cũng như là các bạn của tôi hôm nay có mặt ở đây. Đây là thắc mắc không chỉ riêng của khán giả của Uyên Uyên Việt Nam, mà còn là thắc mắc của rất nhiều bạn bè của tôi mà tôi chưa có dịp được trả lời, cũng như chưa có dịp được trải lòng. Và đặc biệt đây cũng là thắc mắc của những người thân trong gia đình tôi. Tất nhiên là trừ người chồng của tôi và các con tôi thì họ là những người ủng hộ hết lòng. Thưa các bạn, tôi vốn là một công chức, và như bạn Hương nói thì sức khỏe của tôi rất là đuối. Trong thời gian làm nhà nước, tôi cũng đã rất là tận tình, tận tụy và hoàn thành cái nhiệm vụ của mình để trở về. Thì có thời gian tôi đã lên mạng, và tôi cũng giống rất nhiều những người bạn khác thôi, dành nhiều thời gian cho mạng, bởi vì là cũng không đi đâu. Thì sau một thời gian ở trên mạng thì tôi rất ngạc nhiên khi tôi thấy rằng có những điều mà đối với mình, với cái hiểu biết của mình, đó là chuyện rất bình thường, nhưng lại được và bị một cách cố ý hay là vô tình xuyên tạc hoặc là hiểu sai. Và tôi nghĩ rằng mình cần phải có một cái tiếng nói. Thế rồi lúc đầu thì tôi cũng tham gia tranh luận rất dữ dội ở trên mạng, nhưng sau đó thì tôi hiểu rằng điều đó không đi đến đâu. Thì tôi có kêu gọi các bạn là trong quá trình tham gia tranh luận thì các bạn đừng dùng những từ thô tục, và đặc biệt không được chế hình. Bởi vì nếu như phía bên kia người ta nói như vậy thì mình không nên bằng cách đó để đáp lại. Và tôi nghĩ rằng những người Việt Nam thì dù là phía này hay phía khác, bên trái, bên phải, ở giữa, hay là bất cứ một cái lăng kính nào,
thì tự chung lại chúng ta đều là người Việt Nam và đều có một mong muốn, cùng một cái mong muốn, đó là mong cho nước Việt Nam được hùng mạnh. Chúng ta cũng rất tự hào về cái lịch sử đấu tranh để bảo vệ đất nước của cha ông ta. Nhưng tuy nhiên thì thời gian hiện nay, mặc dù có rất nhiều cố gắng, có rất nhiều thành tựu, nhưng mà với những cái lăng kính khác nhau thì người ta có thể nói về tình hình đất nước một cách khác nhau. Và điều đặc biệt là thời gian gần đây thì những thành tựu, những cái đạt được trong lịch sử của dân tộc cũng bị xuyên tạc đi. Và vì thế tôi quyết định là sẽ cùng tìm hiểu những điều mà trước đây tôi được học trong sách nhà trường. Nếu như bây giờ tôi nói ra đúng như thế thì các bạn bảo là tôi bị nhồi sọ. Và quả thật đúng là cũng, tôi nghĩ không riêng tôi mà các bạn cùng trang lứa với tôi thì cùng một cái nền giáo dục tất nhiên là sẽ cùng hiểu biết như vậy. Và tôi đi tìm, sau khi đưa những cái dẫn chứng trong sách ra, và mặc dù nó là những cái cơ sở, những cái dữ liệu rất khoa học, nhưng mà cũng không được các bạn không cùng chính kiến chấp thuận một cách vui vẻ. Các bạn vẫn cho rằng là chúng tôi sử dụng những cái tài liệu mà Cộng sản dùng. Thì sau này tôi cũng cố gắng làm quen với rất nhiều người, người ta có ngoại ngữ để dịch và chuyển thể những cái tài liệu từ nước ngoài nói về Việt Nam, về những cái cuộc chiến, về những trận chiến của Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy rằng cái sức thuyết phục vẫn không cao. Và vì thế tôi quyết định đi tìm lịch sử trong nhân dân. Và với những cái ban đầu thì nói thật là tôi rất dốt về vi tính. Khi mà muốn tham gia tranh luận thì còn phải nhờ các cháu ở nhà là mở máy giúp, vào cái trang đấy giúp. Và cũng có khi, đôi khi là tôi không nhớ mật khẩu nên tôi không thể vào được nữa. Đấy, rồi là nói tóm lại rất là vất vả. Khi mà đến với để làm cái Uyên Uyên Việt Nam này thì ban đầu cũng không phải là tôi nghĩ là mình sẽ làm được như thế này. Và ban đầu cũng chỉ là những bài viết. Nhưng sau đấy thì tôi thấy rằng nếu chỉ là những bài viết không có hình ảnh thì cái hiệu quả không cao. Và bản thân tôi cũng rất muốn tìm đến sự thật. Đầu tiên, điều mà tôi muốn tìm đến đó chính là chiến dịch Mậu Thân của thành phố Huế. Và tôi còn nhớ rằng vào những tháng 6 rất nắng rất to, đó là lần đầu tiên tôi được một người cựu chiến binh là anh Nguyễn Đình Thắng, ở trên mạng thì gọi là Thắng Còng, cho mượn một cái máy quay, và một cái máy quay đời rất cũ và chúng tôi thì chưa biết sử dụng. Tôi và một bạn nữa, một thanh niên, đó là bạn Bích Lan, và chúng tôi vào Huế với một cái hành trang là đi vào Huế chưa có một cái dữ liệu nào trong tay hết, không có nhân chứng, cũng không có một cái tài liệu nào. Chúng tôi nghĩ rằng đến đấy và chỉ cần tìm những người dân Huế gốc để hỏi xem ngày Tết Mậu Thân họ ở đâu, họ nhìn thấy gì, nghe thấy gì. Và cũng rất may là trong cái lần đến Huế đó thì được sự giúp đỡ của bạn bè, tôi đã đến được với một thầy giáo, đó là ông Hồ Tấn Phan, người có mặt tại Huế trong Tết Mậu Thân. Và chúng tôi đã làm cái phóng sự đầu tiên. Khi làm cái phóng sự đầu tiên này thì nếu bây giờ các bạn quay trở ngược lại trên Uyên Uyên Việt Nam thì sẽ thấy là hình ảnh thì rất là xấu và không có chân quay, không có cái chân máy, cho nên là cầm cái máy quay như thế này mấy tiếng đồng hồ như vậy, cứ lúc lên lúc xuống mỏi và còn buồn ngủ nữa. Và như vậy là chúng tôi có được cái tư liệu đầu tiên, khả năng để đặt câu hỏi cũng như là thuyết phục người mình muốn tiếp cận đồng ý trả lời phỏng vấn của mình là vấn đề mà chúng tôi gặp rất là khó khăn. Đó là cái bước ban đầu. Tuy nhiên thì sau khi về thì cũng được ủng hộ những người bạn tôi rất trân quý, những người đã đi với Uyên Uyên Việt Nam từ những cái video clip đầu tiên đó và đến tận bây giờ thì họ cũng vẫn đồng hành với chúng tôi. Ban đầu chỉ có mấy người xem, rồi mấy chục người xem, và đến bây giờ thì chúng ta đã có tới hơn 41.000 khán giả đăng ký. Và tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng cái chủ đề mà Uyên Uyên theo đuổi hiện nay nó là một cái loại chủ đề rất là nghiêm túc, cho nên nó cũng kén khán giả.
và cái người mà đến với Bên Vin không nhiều, cái số lượng view của chúng tôi vẫn còn rất hạn chế. Nhưng tuy nhiên không phải đeo đuổi view mà Bên Vin Việt Nam có thể dùng những cái tin nó gọi là như kiểu gọi là giật tít câu view ấy. Thì cái đó là chúng tôi rất phải tự giữ mình và cố gắng để làm sao cho khán giả của mình vẫn tín nhiệm, tin cậy. Và tôi cũng thấy rằng là rất cảm động về cái tình cảm mà quý vị và các bạn đã dành cho Bên Vin Việt Nam, và đặc biệt trong các bạn của chúng tôi. Ban đầu thì không biết, nhưng đến bây giờ thì đã có rất là nhiều những người bạn đồng hành cùng với Bên Vin. Tôi cũng rất là cảm ơn các bạn. Hầu như khắp cả ba miền Nam Bắc, khi mà Bên Vin Việt Nam đi tới đâu cũng có những người bạn nhiệt tình và giúp đỡ. Không phải bây giờ, mà ngay từ khi những người bạn đó không biết tôi làm gì, không biết tôi làm gì và không biết cái mục đích là gì, nhưng rất sẵn sàng giúp. Và vì thế mà tôi cảm thấy mình gần như có một cái trách nhiệm, một cái nghĩa vụ đối với chính cái kênh của mình, và không một phút nào dám có một cái sự buông thả hay là dễ dãi đối với những tin, những bài mà mình đưa lên.